Để chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 196. Tê ta đi xe phù chắc. Giác tổ. Alo, 23. Dạ biết rồi, hết nghe rồi hả? Alo, 123, bây giờ quý vị có nghe lại chưa? Thôi, xin nhật Quỳnh nghe. À, chỉ có mình Thiết Kim là biết rồi, còn bao nhiêu nghe mà. À, cô xin lỗi ha. Hôm nay cũng hơi quan tâm quá. Đây là vấn đề Tê ta đi xe phù cha gia tô. Tê ta đi xe phù cha gia tô. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ ha. Tê là một, ta đi xe là hai, phù cha gia tô là ba ha. Chữ tê này do đại từ tá. À, do đại từ tá mà có. Tá ở đây được chia theo đối cách số nhiều, tức là vì gia quỳ phát ti bổ quên trần á, cho nên chữ tá biến thành chữ tê. Tê là các vị ấy, các người ấy, các vị ấy, các người ấy, số nhiều ha. Chữ số là số ít, tê là số nhiều. Rồi, rồi chữ T chưa? Rồi, T các vị ấy, các người ấy, đúng rồi. Chào các vui xích nhiều quá. Rồi, từ thứ hai, ta đi xe. Ta đi xe do cái từ ta đi xa. Nó là một tính từ nam tính ha. À, chữ ta đi xa này cũng được chia theo đối cách số nhiều, tức là đu tì gia quỳ phá tí bà hú quá trần ha. Đu tì gia quỳ phá tí bà hú quá trần ha. Cho nên ta đi xa, nó biến thành ta đi xe. Ta đi xe là như vậy, như thế ấy. Như vậy, như thế ấy. Như vậy, như thế ấy. Rồi từ thứ ba, phu cha dạ tô. Phu cha dạ tô. Chữ phu cha dạ tô nó do cái từ phu cha dành tá. Nó là một hiện tại phân từ nam tính. Phu cha dành tá. Phu cha dành tá này được chia theo sở hữu các số ít. Cha thi vị phát ti e cao quá trần á, cho nên pu cha danh ta biến thành pu cha dạ tô. Pu cha dạ tô là đối với người đáng cúng dường, đối với người đáng cúng dường. Đối với người đáng cúng dường. Rồi, chào tôi, chào tôi. Như vậy thì câu đầu tiên này, à, chúng ta thấy Ngài Hòa Thượng, Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch là cúng dường bậc như vậy.
cúng dường bậc như vậy đối với người đáng cúng dường đến các vị đối ngài dịch thành cúng dường bậc như vậy tức là các người ấy, các vị ấy như vậy xứng đáng cúng dường, cúng dường bậc như vậy. Rồi câu số 2. Niết phụ tê a cu tô pha dê, niết phụ tê a cu tô pha dê, niết phụ tê a cu tô pha dê. Câu số 2 có hai từ ha, niết phụ tê là một ha, rồi a cu tô pha dê là hai. Chỉ niết phụ tê ở đây chúng ta thấy cái đồng ngữ ni theo phía trước có nghĩa là khỏi lìa, rồi chữ cú tê do căn ngữ qua có nghĩa là thổi, mà động từ của nó là qua tà tí là thổi bay. Như vậy thì ở đây niết phụ tê là một quá khứ phân từ nam tính, nhưng mà nó được chia theo định sở cách, định sở cách số nhiều, định sở cách số nhiều có nghĩa là sát tầm ý quy pháp tí bổ quá trình á, cho nên nó biến thành niết phụ tê. Niết phụ tê có nghĩa là đã được thoát khỏi. Niết phụ tê đã được thoát khỏi. Niết phụ tê, niết là khỏi, liệt phụ tê. Phụ tê do cái từ qua tá đó, qua tà tí, tức là thổi bay cái động từ đó. Như vậy là đã thổi bay nên được thoát khỏi. Cái gì nữa? Akuto phá về. Ở đây chúng ta thấy có hai từ, chữ kuto và phá về. Chữ á phía trước có nghĩa là một phủ định từ, có nghĩa là tiếp đồ ngữ á có nghĩa là không. Rồi chữ kuto đây là một tràng từ, có nghĩa là từ đâu, ở đâu. Kuto là từ đâu, ở đâu. Rồi cái từ sau nó là phá dê do phá giá. Phá giá là một danh từ trung tính ha. Akrantanapum sakalinga phá giá có nghĩa là nỗi sợ hãi, sự sợ hãi. Và chữ phá dê này được chia theo đối cách số nhiều ha. Bước tỷ giá vì phá tí bổ quá trình ạ, cho nên chữ phá giá biến thành phá dê. Akuto phá dê, hai từ này đi chung có ý nghĩa rằng không còn nỗi sợ hãi. Không còn nỗi sợ hãi thì cái câu số 2 này tức là đã thoát khỏi không còn nỗi sợ hãi. Tức là người mà đã vượt qua một cái trình độ tới một cái chỗ mà thoát khỏi cái vấn đề mà trên này nó về những bậc có đức hạnh, những vị đã chứng được niết bàn.
thì không còn nỗi sợ hãi, không có thể ước lượng được cái phúc báo của người đó bởi bất cứ ai. Thì ở đây nó lên một cái niềm tin người ta đã có được một cái chỗ an trú rồi, thì người ta không còn sợ hãi nữa. Câu số 2 tức là đã qua khỏi cái trình độ đó, không còn sợ hãi nữa. Rồi bây giờ tới câu số 3 Nasakka punyang sangkha tung ha. Nasakka punyang sangkha tung. Nasakka punyang sangkha tung. Câu này câu số 3 tới 4 từ luôn. Na là 1, Sakka là 2, punyang là 3, sangkha tung là 4. Na tung không ha, cũng giống như chữ A vậy. Na là không. Chữ Sakka. Sakka do cái từ Sakka. Sakka ở đây là một tỉnh từ, không phải là đức vua trời Sakka, mà Sakka đây là một tỉnh từ có ý nghĩa là có thể, chứ không phải là Sakka là một cái vị thiên chủ của quả trời 33. Rồi chữ Punyang do cái từ Punya. Punyang do cái từ Punya có nghĩa là phước báo. Phước báo đây, ở đây cách chia thứ hai hả, đó cách số ít đưa tỷ giao vì phát tí e có cái trần đá quân nhá bên thành quân nhân. Rồi sang kha tung chúng ta thấy tiếp đồng ngữ sang, tiếp đồng ngữ sang có nghĩa là hoàn toàn, và cái từ kha tung ở đây có nghĩa là đếm và sang kha tung ở đây là để ước lượng, để đếm. Lượng để đếm. Vậy thì câu số 3 này ý nghĩa là sao đây? Nasakka punyang sangkha tung, không có thể phước báo không có thể ước lượng, phước báo không có thể ước lượng. Và Ngài Hòa Thượng dịch là các công đức như vậy không phải, không ai ước lượng được. Nói về chữ punyang cái phước không thể ước lượng được. Rồi còn câu cuối cùng câu 4 imettamapikenacchi. Câu số 4 này sao mà rắc rối vậy nè. Chữ imettamapi nó gồm có chữ imăng ha, chữ imăng nè ha, rồi cộng với ettang ha, rồi nó biến thành imettang, rồi cộng với cái gì nữa, áp ý nữa, giữ ha, đầu tùm lum thế này. Bây giờ chúng ta cắt nó ra, chữ y đăng rồi chữ e tá, rồi
nó biến thành y mê tăng, tức là chỉ măng cộng với ê tăng, à rồi thêm chữ áp ý nữa. À đây, à chỉ y măng cũng là cái này, mà ê tăng cũng là cái này, à cái này, à cái này. Hai cái cũng là một cái đại từ, cũng nằm vô trong trung trung tính cả, do từ y đăng, do từ ê ta, mà nó biến thành y mê tăng, rồi cộng với api. Api thì quý vị biết là nó có nghĩa là nếu hay là với hay là nó có nghĩa là với thì nó chính xác hơn ha. Cái này cộng và cái này, à cái này và cái này, tức là trong cái sự so sánh thì đếm đo thì cái này với cái này, rồi sao nữa, thêm chữ kê là chí. Kê là chí do cái từ kinh chí, nó cũng là một đại từ nam tính ha, nhưng mà kinh chí ở đây được chia theo sử dụng các số ít, sử dụng các số ít, có nghĩa là ta vì giáo vì phát tí e câu quá trình đó, cho nên việc kinh chí biến thành kê là chí. Kê là chí là với bất cứ ai, cái này, với cái này, với bất cứ ai, cái câu cuối cùng chắc là nói lên một cái sự lộn xộn, một cái sự so sánh mà coi như là thấy trong cái cách mà đo đếm á, mình thấy chỗ này cũng có bù ha. Nhưng mà nếu mà câu số 3 và câu số 4 á, hai câu á, thì phối hợp với nhau thì chúng ta dễ hiểu, chứ còn nếu mà như ngài Hòa thượng Minh Châu dịch là ví dụ các công đức như vậy không ai ước lường được, thì chúng ta thấy rằng câu số ba thì có chữ phun nhân ha, rồi câu số 4 chữ ước lượng, chữ ước lượng nó cũng nằm trong cái câu số 3 luôn. Do chữ sắc cá đó, có thể chữ sanh kha tung nó nằm ở câu số 3. Sanh kha tung là có thể ước lượng, cũng rất khó quá. Thôi từng từ như vậy chúng ta ráp lại để có được một cái ý nghĩa tương đối. Đối với người đang cúng dường, đối với người đang cúng dường đến các bậc có đức hạnh, như thế đó thì đã chứng niết bàn, không còn nỗi sợ hãi, không có thể ước lượng được cái phước báo của người ấy là chừng này, bởi bất cứ ai. Quý vị nghe thấy cũng hơi khó hiểu ha. Đối với người đang cúng dường đến các bậc có đức hạnh thế ấy đã chứng niết bàn, không còn nỗi sợ hãi, không có thể ước lượng được phước báo của người ấy là chừng này, bởi bất cứ ai. Đọc văn bằng không mà nghe cũng hơi khó hiểu. Đối với người đang cúng dường đến các bậc có đức hạnh thế ấy đã chứng niết bàn, không còn nỗi sợ hãi, không có thể ước lượng được phước báo của người ấy là bởi bất cứ ai. Ngài Như Đức bác để làm sáng tỏ với câu Phật ngôn này.
Xin thầy bậc đản cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng kinh văn, quý ngài an tĩnh lục căn, vượt qua hí luận sân não phiền, vô vi vô ý tịch nhiên, cúng dường như vậy vô biên phước màu. Xưng thầy bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng kinh văn, quý ngài an tĩnh lục căn, vượt qua hí luận tham sân não phiền, vô vi vô ý tịch nhiên, vậy vô biên phước màu. Rồi ngài Hòa thượng Minh Châu cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các vậy không ai ước lường được. Cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai ước lường được. Rồi khó hiểu. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học. Còn quý vị muốn hiểu thêm, có những gì thắc mắc thì gặp ngài Lưu Tông hoặc là các vị mà giỏi giỏi, hỏi các ngài đó để các ngài có thể năng giải thích cho chúng ta rõ. Còn bây giờ cái mục đích ở đây là quý vị đọc sao cho nó chạy chữ thôi. Chúng tôi chỉ đưa quý vị tiếp cận về đối với Phật giáo, chứ không phải là chúng tôi làm cho quý vị hiểu Phật giáo này như thế nào. Quý vị thông cảm ha. Rồi bây giờ câu Phật ngôn 196, chúng ta đi vào những cái điểm căn bản để đọc được rồi hiểu như thế nào, do trình độ thưa sư cả chúa cầm mít sư cả ơi, sư cả nghe con nói không ạ? Thỉnh sư cả cầm mít ạ. Quý vị có nghe mà có nghe Minh Tâm nói mà hay là bao thoát cái vấn đề à? Alo 123123. Cảm ơn cô Như Quỳnh, cô Kim. Cảm ơn cô Như Quang. Nghe nói cô Meta bị bệnh rồi, đã bớt rồi, rất là xa thú. Chia những phước gì Minh Tâm làm được đến cô Meta nha. Mong cô khỏe mạnh.
Cảm ơn cô Như Quang, cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu rõ. Bây giờ chúng ta chịu khó chờ ha, chờ sư cả quay trở lại. Nếu mà có duyên, không có duyên thì thôi. Không có duyên thì chắc nhờ cô Nhật Quỳnh lên chỉ. Trong trong khi chờ đợi Minh Tâm đọc phần tiếng Việt nhé, đọc phần tiếng Việt. Cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai ước lường được. Xứng thay bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn, quý ngài an tĩnh lục căn, vượt qua hí luận tham sân não phiền, vô vi vô úy tịch nhiên cúng dường như vậy, vô biên phước màu hòa thượng với chính đức dịch câu 95-96 luôn. Xứng thay bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn, quý ngài an tĩnh lục căn, vượt qua hí luận tham sân não phiền, vô vi vô úy tịch nhiên. Quý vị biết có những cái chữ vô vi này là bên tâm cũng chẳng hiểu nó là cái gì luôn, khổ tiếng Việt mà cũng không biết nữa vậy. Vô vô úy tức là hình như là người vô úy, tịch nhiên, chết luôn, nhiều từ quá. Cúng dường như vậy, vô biên phước màu hòa thượng với đức dịch. Ủa gì thấy chúng ta lớn lên mà không có đi học mà tiếng Hán Việt nhiều cũng khổ. Cho nên là cứ cứ phải học tiếng tiếng Việt, không có Hán Việt cho nên cũng chẳng hiểu luôn. Sa Tú sư cả quay trở lại. Con kính thỉnh sư cả lên thử mít ạ. Nãy giờ con cầm con đọc phần tiếng Việt sư cả, giờ thỉnh sư cả. Alo, cảm ơn huynh Minh Tâm rất nhiều. Dạy ra rồi cái tắt máy vô lại mất hết bài rồi. Quý vị thông cảm không thấy gì hết, nhưng mà chắc quý vị nghe ra rồi. Cảm ơn Thích Như Quang. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vô từng câu ha, đi vô từng câu ha. Để nói lại cái vấn đề này, câu Phật ngôn 196. Với câu Phật ngôn này, cái người mà được Đức Phật nói đến tức là có hữu duyên, còn chúng ta là những người vô duyên, cho nên nhiều khi học thì học chứ không có hiểu gì hết á. Vị nào mà muốn có một cái chiều sâu hiểu biết về Phật pháp thì vô trong cái room mà Pháp Cú Kinh chuyên đề, tức là đi sâu vào Pháp Cú Kinh ha, hoặc là gặp ngài Liễu Tông á, quý vị thắc quý vị đặt lên những câu hỏi, bởi vì nhiều khi học học cái cũng chẳng hiểu cái gì hết á. Quý vị cũng thông cảm ha. Đây chỉ là một cái nấc thang để cho quý vị tiến lên thôi. Rồi trở lại vấn đề. Tê ta đi xe phù cha dạ tô. Tê ta đi xe phù cha dạ tô. Bây giờ chúng ta tìm hiểu câu này có được bao nhiêu từ. Câu này được bao nhiêu từ? Chiếc kim nói 8 từ. Đâu phải vậy không? Chiếc kim nói tới 16 luôn, 8, 8, 16 luôn. Rồi. Các ai thấy câu này 8 tự không? T là 1, ta là 2, lý là 3, C là 4, vu là 5, cha là 6, gia là 7 và tô là 8. Rồi, có hai người là nhiêu rồi?
Trong tám từ này thì nó có được bao nhiêu trường âm? À, chúng ta đi vào chi tiết ha, để tìm hiểu, để biết được đúng và sai ha. Có được bao nhiêu trường âm thì Huynh Minh Tâm Sĩ Kim nó có 5 trường âm. T là 1, A là 2, C là 3, Pu là 4 và Tô là 5. Trong 5 trường âm này thì có bao nhiêu trường âm nhấn? Có bao nhiêu trường âm nhấn? Ồ, trường âm nhấn không có hả? Không có thì thôi. Trong 5 trường âm này có được bao nhiêu loại trường âm? Có được bao nhiêu loại trường âm? Chỉ có một loại mà thôi. Trường âm nhấn tìm không ra mà không biết nó thuộc về loại trường âm nào. Vậy thì bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm cũng không có luôn, hai cái hụt dịch. Vậy thì trường âm nhấn cũng có, trường âm đọc theo giọng nguyên âm cũng có, thì chỉ có một loại là trường âm thông thường. Mà trường âm thông thường này có tất cả là 5 từ ha. T1, ta là 2, C là 3, pu là 4 và tô là 5. À, câu đầu tiên, câu số 1, chỉ có một loại trường âm. Rồi, nhớ dùm vậy ha. Rồi, bây giờ qua câu số 2 để coi nó như thế nào, giống câu số 1 hay không. Câu số 2, nếp pu tê a pu tô pha dê. Nếp pu tê a pu tô pha dê. Nếp pu tê a pu tô pha dê. À, câu số 2, có bao nhiêu loại trường âm? Có bao nhiêu loại trường âm? Huynh Minh Tâm và Sĩ Kim nó có 2 loại. Vậy thì trường âm nhấn được bao nhiêu chữ? Trường âm nhấn có được bao nhiêu? Có một mà thôi, đó là chữ nếp. Rồi trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Có được 3. Đó là chữ T, chữ tố và chữ dê. Vậy thì câu này có được tất cả là bao nhiêu trường âm? Câu này có được bao nhiêu trường âm? Có 4 trường âm. Vậy thì đoạn âm của nó có 5 phải không? Đoạn âm có 5 mà không hả? Có 4 mà thôi. Câu 8 từ sao mà có 5 đoạn âm được? Ha. Nói vậy mà cũng không bị bị gài bẫy ha, không bị sụp hầm ha, hay quá ha. Rồi như vậy là câu thứ nhất, câu thứ nhì, hai câu chúng ta cũng đã làm xong bổn phận ha. Ta đi xe phù chá gia tô nếp phù tê a phù tô phái về. Tê ta đi xe phù chá giá tô nếp phù tê á phù tô phái dê. Tê ta đi xe phù chá giá tô nếp phù tê á phù tô phái dê. Rồi, không ai tham gia hết, công mình Quynh Minh Tâm với Sức Kiềm. Rồi, mời Quynh Minh Tâm ôn lại hai câu này. Alo. Nha, yeah, trước hết còn kính định lễ và bản ngàn sức khỏe sư Trí Đức. Và ôn lại là đọc thôi phải không sư? Sư phân tích hết trơn rồi. Tê ta đi xê pu cha ya to nip pu tê a cu to pha dê. Tê ta đi xê pu cha ya to nip pu tê a cu to pha dê. Dạ con không hiểu ý sư cả là có cần phân tích là không ạ? Tê ta đi xê pu cha ya to nip
Bute Aguto Phá Dê, và con thỉnh sư cả lên ạ. Sa thủ Huỳnh Minh Tâm có tham gia là tốt rồi ha. Thế là thay đổi không khí, thay đổi cái giọng đọc. Cái một mình nói rất là nghe cũng nhàm, lãm nhảm rất là người ta nghe đi ngủ hết trơn. Cho nên phải thay đổi không khí. Rồi, có ý kiến cái còi gì nữa. Rồi, xin mời chị. Con xin chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con nghe sư đọc câu số 2 á, là Nít Bú Tê A Phú Tô Phá Dê, mà A Phú Tô Phá Dê mà Huynh Minh Tâm đọc là A Nít Bú Tê A Phú Tô Phá Dê. Như vậy A Phú Tô Phá Dê hay là A Phú Tô Phá Dê? Sư cho con biết, con xin cảm ơn sư ạ. Alo, câu số 2 á, Nip Pu Te Aku To Pha Ye. Huynh Minh Tâm cũng đọc vậy mà. Hả? Để Sĩ Kim mà bây giờ thắc mắc ở chỗ câu số 2 là sao đó. Nip Pu Te Aku To Pha Ye. Cái câu số 2 vậy đó. Phân tích rồi. Thì Huynh Minh Tâm đọc vậy là đúng quá rồi, còn gì nữa. Khú hay phú hả? Chữ nào khú, chữ nào là phú? Rồi bây giờ lên thắc mắc cái chỗ khú phú là chỗ nào. Người ta đọc Nếp U Tê A Cú Tô Phá Dê. Chậm rãi à. Đọc chậm à. Cái ông quan đọc là lia, đọc lẹ, đọc lanh, nhanh rồi nói tại sao mà đọc nghe không hiểu. Còn đây Nip Pu Te Aku To Phá Về. Vậy rồi, vậy là cảm ơn đó hả? Rồi chỗ nào là khú, chỗ nào là phú? Hả? Cảm ơn cái chỗ khú, chỗ phú hả? Rồi. Ai Huynh Minh Tâm giọng cũng rõ ràng quá vậy mà coi như cũng nên kiếm chuyện với Huynh Minh Tâm ha. Nên sống mà khó khó sống quá Huynh Minh Tâm ơi, sao cũng bắt lỗi được hết. Thôi bây giờ qua câu số 3. Na sắc ca pu nhân sân kha tung. Na sắc ca pu nhân sân kha tung. Na sắc ca pun nhân sân kha tung. Câu số 3. Câu số 3 là một câu mà quý vị thấy có 4 từ ha. Na là 1, là sắc ca là 2, pun nhân là 3, sân kha tung là 4. Câu số 3 này có được bao nhiêu trường âm? Câu này có được bao nhiêu trường âm? Giữ ra nó là câu 7 trường âm giữa chưa. Phải không bà con? Câu số 3 này có 7 trường âm. Rồi trong 7 trường âm này bao nhiêu là trường âm thông thường? Bao nhiêu là trường âm thông thường? Có 2 trường âm thông thường ha. Chữ ca, chữ kha ha, hai trường âm thông thường. Rồi bao nhiêu trường âm nhấn? Bao nhiêu trường âm nhấn? Nói từ 3 trường âm nhấn luôn ha, giữ ha. 3 trường âm nhấn đó là chữ sắc, chữ bun và chữ xăng. 3 trường âm nhấn. Cảm ơn Thí Dung Nguyễn. Rồi, còn trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu? Có được 2 hả? Wow, Huỳnh Minh Tâm, Thích Kim. Nói rằng có 2. Vậy thì trong câu số 3 này, chúng ta thấy
con được tất cả là 7 trường âm ha. Nhưng mà 7 trường âm như vậy nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Nằm trong bao nhiêu loại trường âm? À, nằm trong 3 loại trường âm. Chắc nên số 3, số 2, số 2, số 3 nhiều quá. Nằm như nó rối luôn. Cũng biết cái nào đúng, cái nào sai rồi. Mời Sư Kim phân tích câu số 3. Alo, câu số 3 phân tích làm sao đây? Nghe cho được nghe. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn cô Như Quang cho tín hiệu. Con xin phân tích, cảm ơn Huynh Minh Tâm luôn. Con phân tích câu số 3 của Kinh Pháp Cú câu 196. Nasakha phung nhanh sang kha tung. Nasakha phung nhanh sang kha tung. Ná là đoạn âm, sắc là trường âm ngắn, kha là trường âm thông thường, pung là trường âm ngắn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang là trường âm ngắn, kha là trường âm thông thường, tum là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trong câu này nó có đầy đủ 3 loại trường âm. Nó khác với 2 câu trước. Trường âm thông thường có 2 chữ là chữ kha và chữ kha, chữ kha và chữ kha. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có 2 chữ là chữ năng và chữ tung. Trường âm ngắn có 3 chữ là chữ sắc, chữ phung, chữ xăng. Đoạn âm chỉ có 1 chữ là chữ ná. Câu số 3 này nó giống 2 câu trước là nó có 8 chữ, nhưng nó khác với 2 câu trước là 2 câu trước. Câu thứ nhất chỉ có 1 loại trường âm, câu số 2 chỉ có 2 loại trường âm, còn câu số 3 nó có đầy đủ 3 loại trường âm. Dạ, nếu con có sai, xin sư sửa cho con. Hồi nãy con nói với sư đó, con nghe sư đọc 3-4 lần á, sư đọc ở chỗ câu số 2 á, chữ nít bú tê áp bú tô phá dê. Con nghe vậy, nhưng sau này con nghe Huynh Minh Tâm đọc là á khú thô phá dê, rồi sau đó sư đọc lại thì sẽ đọc là á khú thô phá dê, thì con thấy chắc lỗ tai con nó điếc rồi đó sư ơi, nó nghe lộn xộn quá à. Dạ con cũng cảm ơn sư đọc lại, con xin trả máy rồi ạ. Alo, 123, 123, Huynh Minh Tâm mà. Chắc lên 3 số 1, có nghĩa là nghe rõ chiếc kim, nghĩa là phân tích câu số 3. Nasakka Punyan Sankha Tung. Như vậy là phân tích đúng phải không, Huynh Minh Tâm? Đúng không, phải tặng những cành hoa cho nó đẹp chứ hả? Chứ gì đâu, 3 cái cành cây. Nó tặng những cành hoa làm sao cho nó người ta thấy họ mát lòng. Tặng đằng cây không mà nghe giống như đi đám ma vậy, chán thiệt. Ai xa thú xa thú, chị Kim phân tích vậy là chính xác rồi. Nasakka Punyan Sankha Tung. Quên, tại vì nó hay quá, có lý á. Quên mình tặng hai ngón tay nên là chiến thắng rồi đó. Ai xa tu xa tu, còn câu cuối cùng ha. Imetamapike nachi, imetamapike nachi, imetamapike nachi. Cái câu số 4 là một câu có 2 từ ha. 2 từ này phân tích làm sao đây mà chưa phân tích mà đòi chiến thắng rồi, Huynh Minh Tăng ơi. Rồi, mời Huynh Minh Tấn câu số 4. Câu này phân tích làm sao đây? Hay bí à? Hay nhờ Huynh anh lên phân tích dùm à. Alo, mời Huynh Minh Tấn câu số 4. Mình tay đâu rồi? Không lên mic được hả? Không lên mic được mà cũng được. Hai ngón tay thay chẳng qua chiến thắng rồi chứ.
Rồi. Như vậy thì tài để kiếm người khác ha, thế vô ha. Rồi tin tin mời sư ca cô tu nữ tự duyên hay là bó chạy mất tiêu rồi. Chán thiệt. Rồi thôi bây giờ có hai người tham gia trong cung này à, tức là Huynh Minh Tâm và Sư Kim. Huynh Minh Tâm và Sư Kim. Rồi câu số 4 thì câu số 3 thì coi như Sư Kim đã tham gia rồi, bây giờ câu số 4 phải để Huynh Minh Tâm nhé. Chứ không lẽ là cứ giành hoài vậy. Rồi mời Huynh Minh Tâm câu số 4 là cái thay phiên tụng niệm ha. Trước hết con kính đảnh lễ Bát Ngàn Sức Khỏe Sư Trí Đức và kính chào quý Phật tử. Con xin phân tích đoạn số 4. Cảm ơn cô Như Hoa, cô Kim cho biết tín hiệu. Imet tama bi kề na chi. Cái câu số 3 thì đọc từ từ, câu này quốc liên tục luôn. Imet tama bi kề na chi. Ý là đoạn âm, mét là trường âm nhấn, tá má bí là ba đoạn âm, kê là trường âm thông thường, ná chí là hai đoạn âm. Trong này chỉ có hai trường âm thôi sư, mà hai trường âm lại là hai loại khác nhau luôn. Và không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tại nó có hai trường âm thôi mà, không thể nào ra ba được. Cho nên là chắc chắn là phải thiếu một loại rồi. Còn lại là đoạn âm, cho nên đoạn này đọc rất là nhanh. Imet tama pi kề na chi. Con đã phân tích xong. Con kính thỉnh sư Trí Đức. Rồi, phân tích như vậy là chính xác rồi. Có hai loại trường âm nhấn là chữ mét và trường âm thông thường là chữ kê. Chỉ có hai loại trường âm mà thôi, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mà còn lại là sáu đoạn âm ha, hai trường âm, sáu đoạn âm, một câu có 8 từ. Như vậy là xong ha. Vậy thì câu số 3, câu số 4 sau khi phân tích xong, chúng ta gom lại để giọng đọc được ổn định ha. Nó sắc ca punyang sang kha tung imet tamapike na chi na sắc ca punyang sang kha tung imet tamapike na chi na sắc ca punyang sang kha tung imet tamapike na chi. Rồi như vậy thì trong cái giọng đọc trường âm đoạn âm, quý vị có cái chỗ nào thắc mắc tại sao phải đọc như vậy, chỗ này đọc nó khó hiểu, không có ổn, thì quý vị cứ thắc mắc thì đưa tay ha. Rồi câu 196 có chỗ nào rắc rối? Không rắc rối thì sau khi chúng tôi đọc xong là quý vị phải đưa tay ha, lên đọc nha, chứ không không để mình Huynh Minh Tâm với Sĩ Kim không ở đâu được ha. Phải tham gia chiến đấu chứ, học mà coi như có hai người không thì cũng buồn hiu à. Rồi bây giờ chúng tôi đọc các ha. Na tê à phật tê ta đi xe phù cha giá tổ nếp Pu tề a phu tổ phá về na sắc ca pun nhân sang ca tùng imet tama bi kề na chi tề ta đi xe phù cha giá tổ nếp Pu tề a phu tổ phá về na sắc ca pun nhân sang ca tùng imet tama bi kề na chi tề ta đi xe phù cha giá tổ nếp phu tề ấp phu tổ phá về na sắc ca phun nhân sằng thà tùng imet tama bi kề na chi. Một lần nữa ha,
tê ta ni tê phù cha yá tô nếp phú tê á phú tô phá dê ná sắc ca phù nhân sân ca tung im mê tâm á bí kê ná chí. Cúng dường bậc như vậy tịch tỉnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai ước lường được. Rồi cái gì thêm yêu cầu nè, yêu cầu bạn đọc thêm hai lần nữa ha. Rồi nếu mà đọc thêm hai lần nữa là phải đưa tay lên đọc nha. Có yêu cầu, có yêu cầu đọc hai lần thì phải đưa tay lên đọc. Rồi bây giờ chị Kim chờ một chút, đọc hai lần nữa sẽ có người thứ ba tham gia trong phải là Chị Kim và Quân Minh Tâm đâu nha ha. Thêm người nữa đọc hai lần cũng sao. Tê ta ni se pu cha ya to ne pu te a pu to pha ye na sắc ca pu nhang sang ca tung vi me tam a bi ke na chi. Tê ta ni se pu cha ya to ne pu te a pu to pha ye na sắc ca pu nhang sang ca tung vi me tam a bi ke na chi. Cúng dường bậc như vậy tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai ước lượng được. Rồi hai lần theo yêu cầu đã xong. Rồi bây giờ Sư Kim Huynh Minh Tâm người thứ ba tức là Sư Trung Nguyễn ha. Rồi xin mời. Xích Kim mà giơ tay ủng hộ sư như vậy, sư kêu xong rồi cái chạy ra, ra là giơ tay ủng hộ, là cái sư đọc nhiều quá giơ tay ủng hộ sư. Nói cho vui thôi, con xin phép đọc câu pháp cú 196. Cảm ơn cô Như Quang boss bài. Tê ta đi tê pu cha ya to nip Pute akuto fa ye na sakka punyang sangka tung i met tama pike na chi. Te ta di se pu jaya to ni pute akuto fa ye na sakka punyang sangka tung i met tama pike na chi. Tê ta đi xe bù cha ya tô nít bù tê a cú tô phá dê na sắc khá bùn nhăng sang khá tung y mét ta ma bì kê na chi. Cúng dường bậc như vậy tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai ước lường được. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Còn câu của Sư Giới Đức nó đâu mất rồi, thôi để họ đọc sau. Cảm ơn cô Như Quang. Thay bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn, quý ngài an tĩnh lục căn, vượt qua hí luận tham sân não phiền, vô vi vô úy tịch nhiên. Cúng dường như vậy vô duyên phước màu. Hòa Thượng Đức dịch. Bây giờ mời cô Kim và cô Dung Nguyễn 76. Sa thú bằng tay cô Kim và xin mời. Con xin kính chào sư Trí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn cô Như Quang Cần, như cô Như Nhật Quỳnh, Quỳnh Minh Tâm cho tín hiệu. Nãy con thấy sư đọc nhiều quá, con thấy sư ho nhiều quá, con lên đọc phụ vậy thôi. Nhưng mà sư không cho con lên, con bị kẹt máy, con phải đi ra. Rồi lúc mà con lên thì Quỳnh Minh Tâm con cũng bị kẹt máy, con ra nữa. Ra vô exercise sư cho nó khỏe. Con xin đọc kinh pháp cú
Câu 196. Tê ta đi xe phù chá gác tô nít bút tê á cú thô phá dê ná sắc kha phùng nhành sẵn kha tùng ý mết tá má phí kê ná chí. Tê ta đi xe phù chá gác tô nít bút tê á cú thô phá dê ná sắc kha phùng nhành sẵn kha tùng ý mết tá má phí kê ná chí. Đọc chậm đi cho cái cô Dung Nguyễn cô nghe. Tê ta đi xe phù chá gát tô nít bú tê á khú tô phá dê ná sắc kha phùng nhành sằng kha tùng ý mết tá má phí khề ná chí. Tê ta đi xe phù chá gát tô nít bú tê á khú thô phá dê ná sắc kha phùng nhành sằng kha tùng ý mết tá má phí khề ná chí. Cúng dường bậc như vậy tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai ước lường được. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tê ta đi xê phù chá gát tô nít bú tê á khú tô phá dê ná sắc kha phùng nhành sằng kha tùng ý mê tá má phí khê ná chí. Xứng thai bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng kinh văn, quý ngài an tĩnh lục căn, vừa hí luận tham sân não phiền, vô vi vô quý tịch nhiên, cúng dường như vậy vô biên phước màu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con có sai xin sư sửa, con trả máy nhường máy lại cho cô Dung Nguyễn ạ. Nam Mô Bích Thai cả. Con thành kính thỉnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng và cảm ơn chị Meta, cảm ơn Như Quang cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ lúc nãy con dán mặt trước máy, nhưng mà bây giờ con nghe cô Kim đọc, con kính bạch ngài chỉ dạy để cho con đọc cái câu số 1 và cái câu số 3 đọc sao là đúng mà. Con cung tỉnh ngài ạ. Tê ta đi xê bu chá giá tô, hay là mình đọc phu chá giá tô. Câu thứ ba là na sát ca bun nhân, hay là mình đọc là phun nhân. Và con kính bạch ngài, ngài chỉ dạy cho con đọc sao cho đúng để con trả bài ạ. Nam Mô Bích Tha giá. Alo, 123, 123, phân tích trường âm, đoạn âm, rồi cách đọc. Bây giờ cứ lên đọc đi, rồi chỗ nào sai, đúng, rồi khi đó mới phân biệt được. Chứ không bây giờ chưa đọc mà biểu bản sao mà đúng, sao mà biểu là sai. Khi nào đọc sai thì khi đó mới lên chỉnh sửa, còn mà đọc đúng thì tặng ba cành hoa. Bây giờ không đọc mà bây giờ bảo chỉnh sao sai đúng hả? Thế sao bây giờ kỳ quá vậy? Rồi đọc đi rồi mới biết sai đúng chứ. Dạ con kính tri ân ngài và con thành kính lãnh lễ thượng tọa Thanh Tâm vô Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ con không biết đọc sao đúng nên con lúc nãy con không có trước máy bạch ngài nên con hỏi thôi mà. Dạ vậy con trả bài. Tê ta đi xê bù cha gia tô nít bú tê a cú tô phá dê na sát ca bùn nhăn san kha tâm y mét tâm mát bí kê na chi. Tê ta đi xê bù cha gia tô nít bú tê a cú tô phá dê na sát ca bùn nhăn san kha tâm y mét tâm mát bí kê na chi.
Tề ta đi xề bù cha gia tờ nip bù tề a cú tờ phá dề na sát cà buồn nhằn sàn khà tùm e mét đa mát bí tề bí kề na chi. Tề ta đi xề bù cha gia tờ nip bù tề a cú tờ phá dề na sát cà buồn nhằn sàn khà tùm e mét đa mát bí kề na chi. Cúng dường bậc như vậy tịch tịnh không sợ hãi các công đức, như vậy không ai ước lượng được. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Xứng thay bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn, quý ngài an tĩnh lục căn, vượt qua hí luận tham sân não phiền, vô vi vô ý tịch nhiên, cúng dường như vậy vô biên phước màu. Và đây là bản khổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng và cảm ơn Như Quang quét bài cho Nhật Quỳnh. Và con thấy thượng tọa Thanh Tâm vào mà chắc sư nghe không được, sư đã rời rung rồi. Và mời Dung Nguyễn, Dung Nguyễn cầm bích được chưa? Dung Nguyễn cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Và mời Dung Nguyễn nghe. Nam mô Bụt Giá Dung Nguyễn, có nghe âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn Như Quang. Nam không cầm mic được rồi hả? Bữa quên rồi hay sao? Quên cách cầm mic phải không? Dạ kính mời chị Meta. Dạ Nam mô Bụt Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính lễ ngài Trí Đức. Con kính lễ Thượng tọa Thanh Tâm và con kính lễ quý bà cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con hay ho quá thành ra con nãy giờ con không có dám nói thì nó ho hoài luôn. Dạ bây giờ con cố gắng còn đọc. Dạ con cũng xin trả bài câu pháp cú 196. Tê ta đi xê bù cha gia tô, nip bù tê á cú tô phá dê, na sắc ca buôn nhăn sang ca tung, y mét ta ma bi kê na chí. Tê ta đi xê bù cha gia tô, nip bù tê á cú tô phá dê, na sắc ca buôn nhăn sang ca tung, y mét ta ma bi kê na chi. Tê ta đi xê bù cha gia tô, nip bù tê a cú tô phá dê, na sắc ca buôn nhăn sang ca tung, y mét ta ma bi kê na chi. Cúng dường bậc như vậy tịch tịnh không sợ hãi các công đức, như vậy không ai ước lượng được. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tê ta đi xê bù cha gia tô, nít bù tê á cú tô phá dê, na sắc
ca bun nhân sang ca tung imet tamabike na chi. Xứng thay bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn, quý ngài an tĩnh lục căn, vượt qua hí luận tham sân não phiền, vô vi vô quý tịch nhiên, cúng dường như vậy vô biên phước màu. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin trả máy lại cho đạo tràng ạ. Alo, con con trong vô được rồi. Dạ con kính chào sư Chí Đức và con chào các cô. Cái nó thay đổi này thành ra con vô ấy, con phải tìm cách là con vô được rồi. Dạ con xin chào tập bài pháp cú 196. Con cũng mới vô cho nên con cũng chưa có nghe sư, con mới nghe sư đọc có mấy lần rồi nên con chưa thuộc bài cho con đọc nữa nha. Cái gì sửa dùm cho con. Dạ con kính đọc ạ. Tê ta đi xê bú chà giá tô nít bù tê nít bù tê tê á cút tô phá về ná sát khà phủ nhận sang khà tung. Ngọc lại ná sát khà phủ năng sang khà tung ý mê tám mê ý mê tám má bí kênh ná chi tê tà đi tê tà đi xe bú cha giá tô nít bù tê a cù tô phá dê ná ta sa bốn nhân bốn năng xá kha tùng ý mé tá ma bí kê ná chi tê ta bí xê bú cha giá tô nít bù tê cu tô phá dê ná sa kha bù nhân sân kha tùng ý mé tá ma bí kê ná chi. Cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai ước lường được. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tê ta đi xe cú cha giá tô, nít bù tê á cu tô phá gia, phá gia, ná sát kha bù nhăn, bù năng sân kha tung, ý mế tá má, bí kê, ná chi. Cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai ước lường được. Xứng thay bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thanh văn, quý ngài an tịnh lục căn, vượt qua lý luận tham sân não phiền, vô vi vô ý tịch nhiên, cúng dường như vậy vô biên phước màu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con cảm ơn Như Quang đã phúc bài cho con. Dạ con xin trả mic cho đại tràng ạ. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sức Dung Nguyễn. Mặc dù đường truyền hơi khó khăn ha, rồi gặp những trở ngại thế này thế kia, nhưng mà vượt qua trở ngại để đến với đạo tràng. Đến với đạo tràng không bao lâu,
Nhưng mà trên cái tinh thần học hỏi như vậy là rất đáng khen. Đọc thì vẫn còn những cái chữ đọc và chưa có thông lắm. Ví dụ như chữ pu cha, cái đọc là pu cha không ha. À, ví dụ cái câu số 2 pu cha gia tô, mà cái đọc là pu cha gia tô, pu cha gia tô ha. Và nhiều từ nữa chứ không phải là riêng cái từ đó. Kê na chi, kê na chi ha. À, bị phân tâm rồi cũng chưa có thuần thục lắm, nhất là có con cu mà nó gái một bên đó thì làm sao mà phân tâm, làm sao mà chú tâm được ha. Cảnh thơ mộng quá, thiên nhiên à, rồi những cái trở ngại đầu tiên mà cố gắng vượt qua được như vậy là để thấy là cái giải căng đảm rồi, là thấy quá giỏi rồi ha. À, đoạt được giải căng đảm rồi đó. À, cứ mạnh dạn lên, vô sớm sớm một tí thì khi mà phân tích trường âm đoạn âm rồi nghe cái giọng đọc, chú ý à, có sự chú tâm quan sát theo dõi thì bảo đảm rằng sẽ nắm bắt được. Chứ không có ai mà sinh ra là giỏi liền đâu ha. Câu Phật ngôn này tương đối cũng dễ đọc chứ không có khó. Nãy yêu cầu đọc hai lần, đọc thêm hai lần mà bây giờ lại đọc được như vậy là thấy cũng giỏi rồi. Có người đến với đạo tràng rất là lâu nhưng mà khiêm tốn quá không đưa tay lên đọc thì cũng chưa có đoạt được cái giải can đảm như sư Trung Nguyễn đâu. Nói sao mà đưa tay lên đọc thì là thấy giải can đảm là nắm chắc trong tay, đúng sai không quan trọng, mà cái quan trọng là cứ lên đọc để rồi mình thấy cái sai để mà sửa. À, đó là cái điều mà thành công. Thế hôm nay á không có cái trù éo ai hết á, ai cứ mạnh dạn cứ đưa tay lên xin hợp, đó là một cái điều chúng tôi rất là tri ân, rất là mừng. Còn mà nếu mà tới đây mà ngồi làm trọng tài, làm luật sư để rồi phê phán thế này thế kia thì cái chuyện đó chúng tôi hơi buồn. À, quý vị cứ mạnh dạn lên thì chắc chắn rằng quý vị sẽ giỏi. Và đây là cái bàn đạp để cho quý vị bước chân vào ngưỡng cửa các cái room Phật giáo để có được một sự tu tập tốt. À, mong quý vị tại nhà chung cứ mạnh dạn lên ha. Rồi xa tu sĩ kê Dung Nguyễn bây giờ đọc lại ha. À, quý vị chú ý những cái điều chúng ta đã đọc, bây giờ nghe lại để xác định lại là mình đã đọc như vậy là đúng ha. Tê ta đi xe phù cha giá tô nếp phù tê ác phù tô phải về nát sắc cà quân nhằn sân cà tùng y mê mạ bị kề nát chí. Tê ta đi xe phù cha giá tô nếp phù tê ác phù tô phải về nát sắc ca bùn nhân sân ca tùng y mê tâm bị kề na chí. Để đưa bài này cho Châu Nguyễn vừa đến thấy bài học chứ ha. Đọc lại lần thứ ba, sư Châu Nguyễn ơi. Tê ta đi xe phù cha gia tô nếp phù tê a phù tô phá dê na sắc ca bùn nhân sân ca tùng y mê bị kề na chí. À, đó là giọng kinh ha. Bây giờ cái giọng kệ, quý vị thấy một câu tám từ thì chia ra làm hai. À, với chia làm hai như vậy thì chúng ta gom hai câu lại thì nó thành ra một bài kệ, một lần đọc hai câu ha. Ví dụ Tê ta đi xe pu cha ya tu nem pu te a pu tu phai ye
Na sân ca pun nhân sân kha tung vi mê tâm ma bi kê na chi tê ta đi xê bu cha ya tu nem bu tê a bu tu pa ye na sân ca pun nhân sân kha tung vi mê tâm ma bi kê na chi tê ta đi xê bu cha ya tu nem bu tê a bu tu pa ye nhân sanh kha tung vi mê tâm ma bi kê na chi một lần nữa ha tê ta đi xê bu cha ya tu nem bu tê a bu tu pa ye ca pun nhân sanh kha tung vi mê tâm ma bi kê na chi cúng dường bậc như vậy tịch tịnh không sợ hãi các công đức như vậy không ai ước lường được. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Tăng, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Như Quang đã cho con biết tín hiệu. Và con kính cảm ơn Sư, con xin phép được đọc bài ạ. Tê ta đi xê bù cha yá tô nít bú tê á cú tô phá dê ná sá ca bù nhàng sàn khá tùng im mít ta má bí kê ná chí Tê ta đi xê bù cha yá tô nít bú tê á cú tô phá dê ná sá ca bù nhàng sàn khá tùng im mít ta ma bi kê na chi tê ta đi xê bù cha yá tô nít bú tê á cú tô phá dê ná sá ca bù nhàng sàng khá tùng y mê ta ma bi kê na chi cúng dường bậc như vậy tịch tịnh không sợ hãi các công đức như vậy không ai lường trước được. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xứng thay bậc đáng cúng dường, Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn, quý ngài an tĩnh lục căn, vượt qua hí luận, tham sân, não phiền, vô vi, vô úy, tịch nhiên, cúng dường nhị, vô biên phước màu. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, thưa con xin được kệ câu pháp cú à. Tê ta đi xê bù cha ya tô ni bù tê a cu tô pha dê na sa ca bún nhăn san kha tùng y mê ta ma bi kê na chi Tê ta đi xê bù cha ya tô ni bù tê a cu tô pha dê Na sa ca bún nhân sanh kha tùng y mê ta ma bi kê na chi Tê ta đi xê bù cha ya tô ni bù tê a cu tô pha dê Na sa ca bún nhân sanh kha tùng y mê ta ma bi kê na chi Cúng dường bậc như vậy tịch tịnh không sợ hãi các công đức như vậy không ai ước lường được. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con đã đọc kinh và con đã kể xong mà con có sai con kính nhờ sư sửa lại giùm cho con. Dạ con kính cảm ơn cô Như Quang đã post bài giùm con ạ. À.
Con xin phép được xuống mic và dừng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ một lần nữa con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cũng xin kệ câu pháp cú 196. Tế ta đi xê bu cha ya to nếp bu tê á cụ tô phá về na sắc ca bún nhang sang ca tùng ê mẹ ta má bề kê na chi tê ta đi xê bu cha ya to nếp bu tê á cổ tô pha về na sắc ca bún nhang sang ca tùng ê mẹ ta bị kê na chi cúng dường bậc như vậy tịch tịnh không sợ hãi các công đức như vậy không ai ước lường được. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tế ta đi xê bu cha ya to nghiệp bu tê á cổ tô phá về na sắc ca bún nhân sang ca tùng ê mê ta ma thì cây na chi xứng thai bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn quý ngài an tĩnh lục căn vượt qua hí luận tham sân não phiền vô vi vô quý tịch nhiên cúng dường như vậy vô biên phước màu. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã kể xong, con xin thả mít lại cho đạo tràng. Dạ sa thủ kính cảm ơn chị Mẹ Ta. Nam mô Bụt Tha Giá. Dung Nguyễn có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn Như Quang, cảm ơn Châu Nguyễn và Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dung Nguyễn nghe âm thanh Nhật Quỳnh thì kính mời bàn tay Dung Nguyễn. Nhật Quỳnh nghĩ Dung Nguyễn kệ được đó, cứ cầm mic đi, kệ đi, kệ đại đi, không sao đâu. Kệ thì từ từ mạnh dạn lên đọc kinh sẽ đúng hơn. Mình bớt rung là mình đọc đúng rồi Dung Nguyễn. Mời bàn tay Dung Nguyễn nha. Dạ cảm ơn chị Mẹ Ta. Nghe chị bệnh mà chị cũng gắng lên cầm mic để tập và kệ kinh, rất là xa thú chị. Rồi, mời bàn tay Dung Nguyễn nha. Dạ, con lại can đảm hơn một chút nữa. Con xin đọc cái bài kệ 196. Tế ta đi xê bu cha ya to ni phu tê a cu tô pha ye na sa kha vu nhan sa kha tun i me ta ma bi ka na chi tế ta đi xê bu cha ya to nực đề nực vô tê á cu tô pha dê na sa kha bún nhang sang kha tùm y mê ta má bi kê na chi
te ta di se bu cha ya to ni pu te a ku to pha ye na sa kha bu nang sang kha tun i me ta ma vi ke na chi. Cúng dường bậc như vậy, thật tình không sợ hãi. Các công đức như vậy không ai ước lường được. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xứng thay bậc đáng cúng dường, Thế Tôn môn đệ các hàng thanh văn. Ngài an tĩnh lục căn, vượt qua ý luận tham sân não phiền. Vô vi vô ý tịch nhiên, cúng dường như vậy vô biên phước màu. Bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh, con cảm ơn cô Như Quang đã viết bài. À, dạ con xin gửi mic lại cho đại chàng ạ. Sa thủ kính cảm ơn Dung Nguyễn. Bớt rung chưa? Dạ cầm mic vài lần là bớt rung phải không? Bớt đứng ra sẽ đọc bài được không? Dạ, rất là giỏi. Dạ năm mô bích hai giá, dạ con xin được kể bài pháp của kinh số 196. Dạ cảm ơn Như Quang cho bài học. Dạ cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Tê ta đi xê bu cha gia tô niệp bu tê a cu tô pha dê na sa ca bun nhân sanh ca tâm y mẹ ta ma bi kê na chi. Tê ta đi xê bu cha gia tô niệp bu tê a cu tô pha dê na sa ca na sa ca bun nhân sanh ca tâm thì mẹ ta ma bị kê cúng dường bậc như vậy tịch tịnh không sợ hãi các công đức như vậy không ai ước lường được. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ta đề bù cha gia tô niệm bù tê a cụ tô pha về na sát ca bun nhận san ca tâm y mét tam ma bị kê na chi. Tại ta đi xe bù cha gia tô niệm bù tê a tô pha về na sát ca bun nhận san ca tâm y mét tam ma bị kê na chi. Xứng thai bậc đáng cúng dường Thế Tôn môn đệ các hàng thinh văn. Quý ngài an tịnh lục căn, vượt qua hí lực tham sân não phiền. Vô vi ô tịch nhiên, cúng dường như vậy vô biên phước màu. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị. Dạ con thấy hình như không có bàn tay nào nữa. Dạ Nhật Quỳnh kính mời Giang Nhất. À, Giang Nhất gì đây? Đây Nhật Quỳnh coi lại. Dạ Nhật Quỳnh kính mời Giang Nhất Hạ. Có thể cầm mic không ạ? Dạ thấy Giang Nhất Hạ vào đạo tràng hôm nay cũng hơi lâu lâu rồi. Giang Nhất Hạ có thể cầm mic được không? Dạ có thể cầm mic được để đọc bài hoặc là kể kinh hay không? Dạ, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ, con không thấy có tín hiệu. Dạ, con cung thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Tha giá. Nó đi ra ngoài vô cái thấy không sao, từ từ cháu mới nhự. Đang nấu cháo hả chứ Nhật Quỳnh? À, đang nấu cháo hay sao mà coi từ từ cháu. À, như vậy là không còn ai đọc nữa ha. Rồi
Câu Phật ngôn 196, bây giờ ôn lại rồi đi vào duyên sự. Nà, để quý vị hiểu tại sao Đức Phật coi như là thuyết lên hai câu Phật ngôn này, 195 và 196. Tê ta đi xe phù cha dạ tô nếp phú tê á phú tô phái dê nát sắc ca phù nhân sân ca tùng y mết tâm áp bí kê nát chí. Tê ta đi xe phù cha dạ tô nếp phú tê á phú tô phái dê nát sắc ca phù nhân sân ca tùng y mết tâm áp bí kê nát chí. Tê ta đi xê phu chê ya tô nêm phu tê á hân phu tô phai dê na sân ca bôn nhân sân ca tùng mì mai tam á phi kê na chi. Tê ta đi xê phu chê ya tô nêm phu tê á phu tô phai dê na sân ca bôn nhân sân ca tùng y mê tâm á bi kê na chi. Cúng dường bậc như vậy thực tình không sợ hãi, cái công đức như vậy không ai ước lường được. Câu Phật ngôn 195 và câu Phật ngôn 196 cùng một duyên sự. Câu 195 nói lên ý nghĩa cúng dường bậc đáng cúng chư Phật, Phật đệ tử, các bậc vượt khí luận, đoạn diệt mọi sầu bi. Và câu 96, cúng dường bậc như vậy tịch tịnh không sợ hãi, có công đức như vậy không ai ước lường được. Hai câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra khi Ngài đề cập đến cái bảo tháp của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác Kassapa, tức là Đức Phật trong quá khứ. Chúng ta biết rằng hiện kiếp này, tức là quả đất của chúng ta, có năm vị Phật xuất hiện, mà ba vị đã nằm vào quá khứ, và Đức Phật Gotama của chúng ta là Đức Phật hiện tại. Ba vị trong quá khứ đó là Đức Phật Kakusantha, Đức Phật Kuluto, Đức Phật thứ hai là Konagamana, Đức Phật Konaham Muni, Đức Phật thứ ba là Kassapa, Đức Phật Kayip, Đức Phật thứ tư là Đức Phật hiện tại Gotama, Đức Phật cha của chúng ta, và Đức Phật thứ năm là vị Phật vị lai Maitreya, Đức Phật Di Lặc. Như vậy thì qua các của chúng ta có năm vị Phật xuất hiện, nhưng mà ba vị đã đi vào quá khứ. Thì ở đây khi mà Đức Phật Ngài đi du hành thì Ngài đề cập đến cái bảo tháp thờ xá lợi của Đức Phật Kassapa. Đức Phật cùng với một hội chúng tỳ khưu tăng là 500 vị rời khỏi kinh thành Savatthi, đi đến kinh thành Varanasi, tức là từ thành xá vệ đi đến thành vương xá. Tương tự du hành, Ngài đã trú tại một cái ngôi làng ở tại Tô Đầy Gia, ở ngay giữa đường, và Đức Phật ngự vào trong cái ngôi đền đó. Rồi Ngài bảo cái vị thủ kho chánh pháp, tức là Ngài A Nan á, thủ kho chánh pháp Thammapandagarika, tức là nói về Ngài A Nan là Ngài một cái vị coi như học nhiều hiểu rộng ha, một vị đa văn, một vị có trí nhớ, một cái vị mà coi như có thể rằng nắm giữ kho tàng của Phật giáo, được gọi là thủ kho chánh pháp. Này Ananda, ngươi hãy đi gọi cái người mà cày ruộng đến đây. Tức là Đức Phật thấy có người cày ruộng đó và bảo để Đức Ananda đi mời cái người cày ruộng đến. Và ông Bà La Môn đó đi đến nơi Phật ngự, thì cái ông Bà La Môn này không có đánh lễ Đức Phật, mà là đến để đánh lễ cái ngôi đền. Rồi bước đứng sang
một bên. Đức Phật ngài mới hỏi rằng: Này Bà La Môn, ngươi nghĩ rằng nơi này là nơi nào? Thưa Sa Môn Gotama, tôi đảnh lễ cái ngôi đền này vì nghĩ rằng đây là một ngôi bổ tháp theo cái tục lệ trong giáo phái của chúng tôi. Đức Phật mới khiến cho tâm của vị Bà La Môn đó hoan hỷ, cho nên Đức Phật nói rằng: lành thay này Bà La Môn, ngươi đảnh lễ nơi này là tốt đẹp lắm. Này chư tỳ các vị tỳ kheo, khi nghe như Đức Phật mà khen ngợi như vậy thì mới khởi lên sự nghi ngờ, vì cái nguyên nhân thế nào mà Đức Phật lại làm trong Bà La Môn này hoan hỷ trong cái sự lễ bái đến ngôi đền. Và hiểu được cái tâm trạng của các vị tỳ kheo, Đức Phật muốn đoạn cái sự nghi ngờ của tăng chúng, Đức Phật mời lên cái bài kinh Kha Tí Ca Ra. Trong bài kinh này, ngài dùng thần thông hóa hiện ra cái ngôi bồ tát vàng của bậc đạo sư Kassapa cao một do tuần. Cái ngôi bồ tát vàng này đã lơ lửng giữa hư không, đại chúng đã chiêm ngưỡng cái bảo tháp như là cái bảo tháp đang đứng trước mặt của mình. Đức Phật mới dạy ông Bà La Môn đó rằng: Này Bà La Môn, sự cúng dường đến cái bậc đáng cúng dường như cái bảo tháp như thế này thì rất là xứng đáng. Và ngài tuyên thuyết về bốn hạng người xứng đáng được lập tháp thờ, đó chính là Đức Chánh Đẳng Chánh Giác, Đức Phật Độc Giác, là các vị A-la-hán và Đức Vua Chuyển Luân Thanh Vương. Theo ý nghĩa mà Đức Phật thuyết trong kinh Đại Bát Niết Bàn, và ngài nói về chi tiết ba loại bảo tháp: tháp Xá Lợi, tức là Sa Ri Chê Tỳ Giá, Uddhisa Chê Tỳ Giá và Paripurna Chê Tỳ Giá, tức là có ba loại bảo tháp. Và sau khi mà thuyết lên cái câu Phật ngôn 195-196 Tê ta đi xê phù cha nhà tố ní phù tê ở phù tô phật dễ Na sắc ca vô nhăn sân kha tùng hư mát tâm áp bị kê na chí. Tức là cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi các công đức như vậy, không ai ước lường được. Thì cái ông Đà La Môn này, khi mình nghe hai câu kệ này xong là chứng đắc thánh quả A La Hán. Và cái ngôi bảo tháp vàng cao một giới tuần đó, do thần lực của bậc độ sư, nó đã đứng lơ lửng giữa hư không còn cả 7 ngày. Rồi đại chúng kéo đến cúng dường bảo tháp trong suốt cái thời gian lơ lửng thì không. Và về sau thì đại chúng trở lại cái cổ tục của mình, rồi ngôi bảo tháp cũng trở về cái vị trí cũ, do trên cái nền cẩm thạch của bảo tháp và ở chính tại nơi ấy để hiện ra cái cảnh như xưa. Và khi mà Đức Phật thuyết lên cũng như thị hiện thần thông như vậy thì có khoảng 84.000 chúng sanh chứng ngộ pháp màu. Và duyên sự của Phật ngôn chúng tôi cũng đã trình bày xong. Thời gian còn lại tức là 18 phút nữa để chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn này. Xin mời bàn tay của quý vị ạ. Rồi. Theo câu Phật ngôn này thì quý vị thấy sao?
Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ, không biết có sư có sư Thanh Tâm không? Con xin lỗi. Dạ, con nếu có thì con xin kính chào các sư luôn, tại con không coi vô có sư nào vô á. Các cô tư nữ và quý vị Phật tử, dạ con xin lấy máy để con nói để sư nghĩ à. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh, Châu Nguyễn nghe rõ. Dạ, như sư nói thì câu kệ 196 này nó cùng nó liên hệ với câu kệ 195. Thì đối với hai câu kệ này, chúng ta là người Phật tử ai cũng hiểu câu hai câu kệ này hết. Thì đức câu chuyện tích chuyện rất giản dị. Nó là đơn giản thôi, là khi mà Đức Phật thấy một người đảnh lễ ngôi tháp, mà người đó thì không có đảnh lễ Đức Phật, tại người đó đâu có biết Đức Phật là Phật Chánh Đẳng Chánh Giác hiện tại đâu, thì cái đó cũng không phải lỗi. Thì Đức Phật mới nhân cơ hội đó thì kêu các người tỳ kheo á lễ lại, cách lễ lại những bậc hoàn toàn giác ngộ giải thoát các ngôi bảo, các ngôi tháp mà thờ các bậc này. Thì nói các bậc đó thì có những bậc như là Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, Phật Độc Giác, Phật 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 Chánh Đẳng Chánh Giác là Sambo Sambutha, Phật Độc Giác hai bên người ta còn kêu là Bích Chi Phật, những tiếng Pali gọi là Phật Chê Khá Phú Tha, rồi những vị thinh văn Phật, những thinh văn như các bậc A La Hán là những cái hàng đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác thì người ta kêu là Sa Hoa Khá Phú Tha, chẳng hạn như vậy. Thì trong câu này thì hai câu thì nói chúng ta đảnh lễ những cái bậc mà đáng đảnh lễ như vậy, thì với cái tâm tư mà tam tư trước khi mà đảnh lễ cúng dường, đang khi đảnh lễ cúng dường và sau khi đảnh lễ cúng dường mà tâm tư chúng ta không có thay đổi, đều hoàn toàn trong sạch, tin tưởng vào đó thì công đức và phước báo rất là lớn, không có thể nào mà đếm được hết, không thể nào tính toán được. Giống như cái chữ mà Sankhatung vậy đó, là cái chữ đó. Thì khi mà câu kệ này thì Đức Phật cũng nhắc lại là cái chuyện đảnh lễ các bậc các vị A La Hán đó, ba loại vị vị chánh đẳng chánh giác và ba vị Phật đó, ba loại vị Phật đó. Đó là Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, Phật Độc Giác Phật và các bậc Phật Thanh Văn Giác. Thanh Văn. Dạ, con nói tiếng Việt hơi không xong, nhưng mà không sao. Quý vị cũng hiểu, xin tha lỗi nha. Thì trong bài kệ này thì không có gì hết. Thì Đức Phật trong trường hợp này là một trong những trường hợp rất là hiếm hoi khi Đức Phật dùng thần thông. Ngài ít rất dùng thần thông. Khi nào có cần đến thì Ngài mới dùng thần thông. Trong cái câu kệ này thì Đức Phật đã dùng thần thông biến một ngôi tháp bự thật bự đẹp để giữa lưng chừng giống vậy. Rồi sau đó Đức Phật thuyết câu kệ này, thì kết quả của thuyết câu kệ này thì tới cái ông mà nông dân đó, mà Đức Phật kêu Ngài A Nan lên để coi ấy, thì ông đó đắc quả A La Hán liền lập tức. Còn ngoài ra có 84.000 những vị khác vô thánh quả, dễ sợ không quý vị? Giờ kiếm một vị sơ đạo thôi cũng không có, kiếm một vị A La Hán cũng không có. Mà ở đây một lần mà câu kệ Đức Phật thiết câu kệ này thôi á, nhưng trong vòng đâu có mấy phút mà hơn 84.000 người vô dòng thánh quả, khủng khiếp thiệt. Thì những người này có những rất nhiều phước báo, đã tu tập hàng nhiều năm, nhiều A Tăng Kỳ rồi, thì cái phước báo họ chỗ đến cái thời này họ gặp Đức Phật Gotama này, thì các người đó đều chứng quả hết. Còn chúng ta như sư Liễu Tông nói, cũng như sư Chí Đức nói, chúng ta tu nháp, tu lè phè, tu dờ, tu cà dực, tu theo thời, tu theo mút, tu theo tánh khí, vui thì tu, buồn thì nghỉ, chẳng hạn như vậy. Chứ không có liên tục tu tập, cũng không có bỏ hết mình để tu.
Thì để cho nhắc nhở chúng ta là muốn được đạt vô dầm thánh quả thì cũng phải kiên trì tu tập rất nhiều, phải tinh tấn, phải nỗ lực không ngừng, cũng như là chánh niệm tỉnh giác, là tu tứ niệm xứ liên tục, không có ngưng nghỉ lúc nào hết. Thì hoặc mai tu nhiều đời nhiều kiếp thì chúng ta mới có thể nghĩ tới cái đường mà gọi vô nhập vô đạo lưu quả lưu, đó là ma cá mắt cá với là pha lá, rất là khó khăn. Cái những bài kệ mà nói những rất là giản dị thông thường mà chúng ta nghe hoài đó, nghe nó dễ thì nó càng thâm thí, nó càng nhiều khó khăn trong cái đó. Nội mà thành bậc chánh đẳng chánh giác không tu mà chúng ta biết là khi mà tuyên bố đã là được gọi là ký rồi, được các Phật trước, vị Phật trước mà ký danh trong rồi cho biết rồi đó, thì phải 20 A Tăng Kỳ nữa. Đối với cái bậc mà tu theo hạnh trí tệ mà bố, thì nhân đôi cái đó là 40 A Tăng Kỳ cho những bậc gì tệ tính như ngài Đức Phật Mát Tây Gia, rồi thêm gấp đôi 40 A Tăng Kỳ, đó là 80 A Tăng Kỳ cho những Đức Phật theo nguyện của tinh tấn, khủng khiếp thiệt. Mà trước đó, trước khi mà được mấy 80 cái A Tăng Kỳ nữa, tới tu nhiều lắm, rất là lâu dài mới được các vị Phật thọ ký. Tu nó khủng khiếp lắm. Tới quý vị nghe không, ngài Sariputta là một vị như là Pháp Vương, là một lầm gọi là Pháp Vương, là vua của các pháp, chỉ đứng sau Đức Phật thôi. Mà hồi đó ngài có thời gian ngài nguyện chánh đẳng chánh giác, nhưng ngài có bị lọt sổ, bị một vị chư thiên trên trời xuống thử ngài, kêu ngài móc mắt thì cho móc mắt, xong rồi không dùng thì chà xuống, mắt này thúi, mắt này hôi, làm ngài nản chí, ngài không còn nguyện thinh văn thinh bậc chánh đẳng chánh giác nữa, mà nguyện qua thinh văn giác để giải thoát rồi. Không phải dễ. Thì những câu kệ này thì không có gì đặc biệt mới lạ hết, để nhắc lại cho chúng ta nên tinh tấn, nỗ lực không ngừng, tập trung công việc học pháp học cũng như pháp hành, từ thân ngữ ý phải thu thúc lục căn, chế ngự cái tâm ý của ta, bỏ đi đừng tham sân si tà kiến, rồi phải đạt hết, cắt hết các phần kiết sử để đạt vô cái dòng thánh quả, từng bước rất nhiều. Và thì trong cái này thì Đức Phật cũng cho chúng ta biết là vấn đề tà kiến cũng rất quan trọng, đừng nên mê tín mà lễ lại các cục đá như là các cái gì đó. Chúng ta khi lễ lại các cái gì thì chúng ta phải biết chúng ta phải lễ lại các gì. Thì trong cái bài mà một trong những bài mà tôi nhớ là đọc kinh Tam Bảo mỗi ngày đó, thì trong đó có nhớ câu là chúng ta quanh đa mi sa mi sam tháp văn, thì chúng ta phải đảnh lễ các bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Thề, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật mà đã thạo thời trong các chùa chiền. Thì chúng ta những cái đó thì chúng ta nên đảnh lễ, nên lại lễ lại, chứ đừng thấy như má tôi á, ông địa ông thiên ông thần tài cái gì bà cũng thờ hết, bà mê tín, trời đất ơi, thấy mà thầy bó toàn thân luôn, mỗi lần nói tới là ba tôi chí ché lên, rồi sùm, thành ra cả nhà chỉ cười thôi, không nói gì. Đi sĩ mà qua Mỹ đi bác sĩ bà cũng coi ngài nữa, trời ơi thiệt tình. Tôi nói thôi để con đi quịch job đi, con mở business ra đi. Rồi nếu má đi, con mà dẫn má đi bác sĩ, mướn người ta coi chừng để dẫn má đi. Chứ má coi ngày rồi, thường là phần lớn mấy người kia dẫn thân nhân mẹ cha mình đi chợ, đi bác sĩ vào thứ bảy chủ nhật á. Còn má tôi thì coi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư á, chịu không nổi cũng phải chịu thôi. Đó là những khó khăn mà tôi đã trải qua sống những năm với má tôi tại Mỹ. Ba tôi thì lắc đầu luôn. Ôi trời ơi, thì đại khái như vậy.
Tôi chỉ có những chia sẻ những phần này thôi, chứ trong đây không có gì mà ấy. Đó là những câu mà nhắc nhở chúng ta nên tu hành cho đúng cách, đảnh lễ cho đúng người, và hành những pháp, học những pháp và hành những pháp mà đáng hành, đáng học. Và nếu có gì sai sót, xin quý vị chỉ dạy và tha thứ. Xin nhường máy cho quý vị khác có những ý kiến. Chúc quý vị luôn an vui. Sa thú kính cảm ơn Xích Kim. Nam Mô Bích Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tấn Đức. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, con thấy Ngài rồi rung rồi Ngài trở lại. Ngài có nghe được âm thanh con không? Cho con xin hỏi một câu ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bạch Ngài có chút máy không? Ngài có nghe âm thanh không? Cho con xin hỏi một câu ạ. Dạ, một lần nữa cho con xin hỏi Ngài Trí Đức có trước máy không? Có nghe được âm thanh con không bạch Ngài? Nghe được âm thanh con cho con hỏi một ngày. Dạ, nắng chiều, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Xích Kim. Dạ, một lần nữa con cũng thỉnh Ngài Trí Đức, nếu Ngài nghe được âm thanh con, Ngài có trước máy cho con xin hỏi một câu ạ. Dạ, cảm ơn Giang Nhất Hạ. Thấy Ngài chạy ra rồi Ngài vào. Ngài không biết Ngài có nghe được âm thanh con không bạch Ngài. Ngài cho con hỏi một câu, trong bài học này con chưa được rõ ạ. Xin thỉnh Ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, nếu Ngài có trước máy. Ngài để cái nít đây rồi Ngài chạy ra ngoài rồi hay sao? Không thấy Ngài nhúc nhích gì hết. Dạ. Vậy thôi, không có Ngài thôi. Dạ, con không có thấy bàn tay ai. Con kinh còn 5 phút. Con xin chia sẻ cái ý của con. Nếu mà trong bài học này nếu con có sai thì Ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, theo như cái câu pháp cú 196 này, dạ thì con nghe lúc nãy Ngài giảng thì có phải là dù mình đảnh lễ một cái bảo tháp của Đức Phật thời quá khứ, chỉ là bảo tháp thôi, nhưng mà với một đồng thành kính, một vị, một chỗ đảnh lễ, đáng đảnh lễ, và mình đảnh lễ hiện tại còn hiện tiền, thì hai cái phước này cũng đồng nhau phải không bạch Ngài? Chỉ có khi nào mình đảnh lễ hoặc mình cúng dường những nơi không đáng cúng dường thì mới là nó sai biệt phải không? Dạ, Ngài còn trước máy không ạ? Ngài cho con một tín hiệu ạ. Cần kính nhận đến Ngài. Mà bất thai. Mà Bích Tha Giá có trước máy quý vị trong đầu. Câu hỏi của những quý vị trong đạo tràng có ý kiến giúp Nhật giải tỏa được cái câu hỏi của Nhật mà Vinh Tâm. Theo ý kiến nho nhỏ con thì để một cái giác thì cái phước nó sẽ lớn hơn một cái
hai cái bảo tháp. Cái nhất là chúng ta đảnh lễ vậy thôi, và mà chúng ta không có chắc được nhà tháp có hay không, nhà vị Phật này vị Phật kia thì thôi thấm thấm chiều trôi luôn. Đổi sau giờ là khó mà biết lắm, và cho nên nếu mà duyên mà đảnh lễ một vị Phật bằng xương bằng thịt trước phương nó rất là lớn, rất là lớn, thì chúng ta cũng thấy ok ông con trai của cái ông nhà giàu đó mà ông đem con ông bỏ ngoài mái hiên đó. Thì hiện tại nhà dịch